Qua tham khảo các trang mạng xã hội và được người quen giới thiệu, chị Huyền đã cho con đăng ký học một khóa học bơi ngày hè với người hướng dẫn bơi chuyên nghiệp 3 buổi một tuần tại bể bơi tòa nhà Diamond, Phú Diễn, Hà Nội. Thực ra khi mà nó có rất nhiều trung tâm học bơi, bởi vì cái nhu cầu nó tăng nên là cái trung tâm học bơi nó cũng ra nhiều thì mình càng hoang mang, bởi vì cũng rất là khó lựa chọn. Thì thấy lớp của thầy dạy thì mình thích thì mình cho đăng ký cho con tham gia. Ban đầu thì mình cũng chỉ nghĩ nó là một kỹ năng sống và an toàn thôi, và nó là một môn thể thao mà cháu thích. Tuy nhiên thì khi mà mình cho đi bơi thì mình thấy nó cũng có một số cái lợi ích, đó là cháu nhanh nhẹn, cháu không sợ nước nữa, và cảm giác là cháu bé ăn ngon và cái sức đề kháng của nó tốt hơn những cái buổi đầu. Những năm gần đây, từ nhà văn hóa tới các trung tâm văn hóa đều quảng cáo chiêu sinh các lớp học bơi dịp hè thông qua các trang mạng xã hội. Hình thức này đã đánh trúng tâm lý của các bậc phụ huynh, tạo nên cơn sốt và không ít trung tâm quá tải. Vào dịp hè, phụ huynh đăng ký cho con đi học bơi đông gấp 3, gấp 4 lần bình thường, dù học phí không hề rẻ. Bể bơi liên tục phải chia nhiều ca trong ngày, chủ yếu là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều mới đủ đáp ứng nhu cầu. Những năm gần đây thì do nhu cầu tăng cao mà các phụ huynh cũng nhận thức được là cần phải cho các con tập luyện, cho nên cái đáp ứng được nhu cầu đấy thì các thầy cũng mở ra nhiều lớp, nhiều trung tâm để huấn luyện. Mỗi năm thì khoảng vài trăm học sinh. Khóa học thì cũng tùy từng quy mô tổ chức. Ví dụ các lớp tổ chức đông thì sẽ có học phí rẻ hơn so với những cái lớp mà dạy kèm, hoặc là những kèm riêng hoặc kèm nhóm thì sẽ có chi phí cao hơn so với những lớp đông. Bắt đầu mình sẽ dạy kỹ thuật bơi ếch, và sau khi tốt nghiệp kỹ thuật bơi ếch mình sẽ hướng dẫn cho con cách đứng nước để làm sao con có thể tự tin khi bơi ở những chỗ sâu, hoặc là những tình huống đột ngột mà các con rơi xuống dưới nước thì các con hoàn toàn có thể tự tin đứng nước và bơi vào những nơi an toàn. Nếu trẻ tự học bơi, khi gặp tình huống nguy hiểm, trẻ vẫn bị ngộp nước, đuối sức. Việc cho trẻ học bơi từ nhỏ chính là cho các em học kỹ năng tự bảo vệ mình để tồn tại trong những tình huống nguy hiểm. Em hồi nhỏ mẹ em cho em tập bơi từ lúc mà em còn 3 tuổi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 7 tuổi. Em lúc mà mới học bơi thì em rất là sợ nước. Em cảm thấy việc mà bơi lội giúp ích cho em. Em cảm thấy là mình khỏe hơn mà, và có thể vui đùa dưới nước. Hiện nay có khá nhiều người biết bơi tự dạy ở các bể chứ không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần cân nhắc kỹ khi chọn lớp cho con em mình.